Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Hà Nội chính thức mở rộng và trở thành thủ đô có diện tích lớn thứ 17 trên thế giới với diện tích lớn gấp gần 4 lần trước đó, số dân tăng gần gấp đôi lên 6,2 triệu người. Hàng loạt giãn giao thông lớn được thực hiện để kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi, trong đó riêng 8 tuyến đường bộ lớn đã có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 70% thu ngân sách của Hà Nội trước khi mở rộng hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư tương đối đồng bộ theo tiêu chuẩn thủ đô. 700 dự án bất động sản với hàng loạt khu đô thị mới mọc lên ở phía Tây, góp phần giải cơn khát nhà ở cho người dân thủ đô và người dân cả nước về học tập, làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Các sở ngành của Hà Nội cũng di rời về khu vực quận Hà Đông giảm tài cho khu vực nội đô. Tuy nhiên, bên cạnh những cái lợi có thể nhìn thấy, thì sau 10 năm mở rộng, Hà Nội vẫn còn nhiều ngổn ngang, nhiều mục tiêu đề ra ban đầu không đạt được. Mở rộng Hà Nội 10 năm trước, theo đánh giá của Bộ Xây dựng và một số chuyên gia là cần thiết để đón đầu sự tăng trưởng tất yếu sẽ diễn ra với thủ đô. Mở rộng địa giới hành chính hướng tới một đại lộ đô thị trải dài từ tả ngạn sông Hồng đến cận vùng trung du phía Bắc, đồng nghĩa với việc thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều dư địa để phát triển cả về đất đai, cơ sở hạ tầng và nhân lực thế nhưng rõ ràng là chúng ta không thể đạt được mục tiêu đó nếu thiếu đi một chiến lược phát triển lâu dài một tầm nhìn khoa học một bản quy hoạch sát thực tiễn và một đội ngũ thực hiện quy hoạch nghiêm túc không ngả nghiêng theo những nhóm lợi ích để có một đại đô thị thực sự thì không thể chỉ mở rộng về mặt cơ học về diện tích đất đai dân số mà còn phải có cả một chiến lược quy hoạch bài bản và một bộ máy quản lý đủ mạnh với tư duy khoa học và thực tiễn cân đối Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã từng nhận xét: Quy hoạch Hà Nội nói chung, kể cả quy hoạch lõi có những vấn đề đang chảy hướng. Và thực tế Hà Nội hiện nay cho thấy khoảng cách từ quy hoạch đến thực hiện quy hoạch khá xa. Thay vì một đại đô thị có đủ cây xanh, mặt nước hài hòa với cao ốc và hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông thuận tiện, thì đến tận những ngày tháng 7 năm 2018, hai ngày sau khi mưa tạnh, trời nắng giáo, người dân trương mỹ hà nội vẫn có thể bơi trên mặt đường nhựa người dân ngọc đại nam tử liêm vẫn chạy xe qua những vũng nước lớn vân vân cảnh giao thông ách tắc giờ cao điểm xuất hiện ở hết các tuyến đường nội đô và ven đô việc xử lý rác thải cũng đang là một bài toán nan dài với một đô thị khổng lồ như hà nội và câu chuyện quản lý hiệu quả thị trường bất động sản ở hà nội vẫn luôn là bài toán đau đầu trong bối cảnh sức ép lên cơ sở hạ tầng của hà nội chưa hề giảm những bất cập trong phát triển đô thị, đặc biệt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch là vấn đề lớn không chỉ xảy ra đối với Hà Nội mà còn với rất nhiều đô thị trong cả nước. Một đại đô thị như Hà Nội sẽ thực sự cần một bộ máy chính quyền đô thị không những có trình độ về kinh tế, quy hoạch, kiến trúc, văn hóa mà còn phải am hiểu thực sự tập quán, tâm lý, khát vọng của người dân thủ đô. Bởi nếu ý tưởng quy hoạch đô thị được xây dựng dựa trên cơ sở kỳ vọng của cơ quan quản lý mà lại thiếu đi những cơ sở thực tiễn khả năng thực hiện của bản quy hoạch đó thì hiệu quả sẽ không thể đạt được như mong muốn